Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị mình đã quay trở lại với căn nhà đất Trăng Anh nha. Hôm nay em đi quay và giới thiệu đến cho cô chú chị mình một căn nhà giá dưới 1 tỷ nha cô chú chị. Cụ thể giá chỉ hơn 800 triệu một xíu thôi. Và căn nhà này được tọa lạc ngay vị trí là ngã ba Tân Kim, đường quốc lộ 50. Và từ vị trí này mình di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 mất từ 25 phút chạy xe thôi. Và từ vị trí này di chuyển theo cái hướng đường này tay em chỉ á, mình rẽ trái là đường Ba Nhơn nha cô chú nhỉ. Đường Ba Nhơn mình đâm thẳng ra đường quốc lộ 50 khoảng tầm là 200 m thôi. Cực kỳ là gần luôn. Và căn nhà này á, có diện tích là ngang 4 m dài 10 m nha cô chú nhỉ. Đây là cái hẻm mình đi vào trong nhà của mình và đây là cái hẻm bên ngoài đây ha. Thì cái hẻm này là hẻm ba gác thôi nha cô chú nhỉ. Đó, pháp lý là sổ hồng đồng sở hữu, mỗi nhà giữ riêng một sổ, thì dãy này có tổng cộng là 5 căn. Đó, thì mỗi nhà một sổ nha cô chú nhỉ. Mình ra công chứng ủy quyền đàng hoàng luôn. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết căn nhà này cho cô chú chị mình cùng coi nha. Căn nhà của mình là căn nhà số 3 nha cô chú nhỉ. Đếm từ ngoài vào thì căn nhà ở giữa kia ha. Thì đường này là đường ba gác này. Đó, căn nhà thiết kế là có một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, ngang 4 dài 10 m nha. Đường này là đường ba gác, đường rất là rộng rãi thoáng mát luôn. Đó, trước cái nhà của mình thì được lát gạch tàu màu đỏ. Căn nhà này hướng tây nam nha cô chú chị mình. Đó, căn nhà mái bằng, đó, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Ở ngoài cửa này có hai lớp cửa, một lớp cửa kéo và một lớp cửa sắt bốn cánh. Mình di chuyển vào trong phòng khách của mình nha cô chú nhỉ. Ngoài này có một cái đèn huỳnh quang này đó, để mình lấy sáng về ban đêm. Rồi thì trong phòng khách này thì khá là rộng rãi nha cô chú nhỉ. Thì mình về mình bỏ một bộ sofa phòng khách là vô tư luôn. Đó, ốp gạch tường cao lên 1m4, gạch tường rất là đẹp luôn này, có họa tiết hoa văn hai bên, trần thật cao và có hai cái đèn huỳnh quang hai bên nha cô chú nhỉ. Ở dưới chân cầu thang có một cái tủ đựng đồ, chất liệu là bằng nhôm nha cô chú nhỉ, nhôm giả gỗ. Thì cái tủ này cô chú nhỉ về mình bỏ nhiều được nhiều đồ lắm. Rồi dưới chân cầu thang bên em thiết kế có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này ốp gạch tường cao lên 1m6, có bồn cầu, lavabo, vòi sen đầy đủ nha cô chú nhỉ mình. Phòng dưới chân cầu thang rất là rộng rãi luôn. Cửa nhôm, mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Thì đây là không gian phòng bếp này cô chú chị, có tủ bếp dưới và tủ bếp trên. Thì những cái tủ bếp này thì chất liệu là bằng nhôm giả gỗ, mặt bếp thì bằng đá hoa cương này cô chú chị. Bồn nước inox 304, hai bồn. Đó. Có cửa sổ luôn, lấy ánh sáng lấy gió. Và trong phòng bếp của mình rất là thoáng mát luôn. Rồi đây là có một cái ống nước vào, ống nước ra của cái máy giặt nha cô chú chị, ổ điện trên này. Rồi bây giờ em sẽ quay trên lầu 1 cho cô chú chị mình cùng coi. Cầu thang di chuyển lên trên lầu là cầu thang tay cầm bằng sắt nha cô chú chị. Và các bậc cầu thang bên em ốp đá hoa cương này. Khu vực này có một cái đèn trợ sáng. Và ở đây thì có một cái chỗ để cô chú chị về mình bỏ đồ. Các bậc cầu thang thì thiết kế rất là vừa bậc luôn. Mình di chuyển lên trên lầu. Trên lầu này có hai phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Phòng ngủ đầu tiên đây, có cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió vào trong phòng của mình. Trần la phong, phòng rộng rãi thoáng mát. Thì cô chú chị về mình bỏ một giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc là vô tư. Đây cửa nhôm, mình di chuyển vào trong phòng ngủ này nhé. Đây là cái phòng vệ sinh trên lầu. Phòng này có một cái bồn cầu, một cái vòi sen, ốp gạch tường cao lên 1m6, trần la phong. Rồi đây cái phòng cuối cùng trên lầu đó, phòng phía trước này thì có một cái cửa sổ này và có một cái cửa đi ra ngoài ban công của mình nha cô chú gì đó, đây là có trần la phong luôn. Rồi cái cửa này là mình di chuyển ra ngoài ban công đây, ban công rộng rãi thoáng mát này đó. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 4m dài 10m được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Căn nhà được tọa lạc ngay vị trí là ngã ba Tân Kim, đường quốc lộ 50. Và từ vị trí này mình di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 mất từ 25 phút chạy xe. Pháp lý của căn nhà này là sổ hồng đồng sở hữu nha cô chú nhỉ. Thì mỗi nhà giữ riêng một sổ, mình ra công chứng ủy quyền, công chứng nhà nước luôn á. Thì cô chú chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như vậy thì mình hãy gọi điện thoại đến số trên màn hình nhé. Giá căn nhà này với giá là 820 triệu bình thường nội chính chủ. Thì cô chú chị nào mà thấy ưng thì mình xuống xem liền nhé. Rồi, đăng ký kênh em để xem thêm nhiều nhà, nhiều đất mới nha. Xin chào.